Đúng rồi. Ok, con chào lại, con Ủa. trống lên nữa kìa. Con trống lên nữa kìa. Tao 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 ở bên này á, mà tao nghe được một tin là ở chỗ cái bây giờ đi Phan Thiết á, nó mới thông thông xe một cái cầu, một cái freeway từ Sài Gòn ra Phan Thiết chạy một lèo tới là mới có cái cầu. Tao đi nó băng ngang ngay chỗ cái thị trấn Long ở ở Long Khánh á. Nó có mở mở một freeway nữa đó, nhưng mà cái cầu đó mà khi mà thông qua là tất cả những người dân họ mừng lắm, mà bởi vì cái đường nó xuyên suốt mà, nhưng mà đối với tụi nó không thấy, Đúng nó rồi, không đúng thấy rồi. Đồ mà nhà cửa người ta lên như vậy á, lên lên building cao ốc, đường xá, cầu vượt, đồ này kia nữa, nó nói trời là gì ta? Mấy cái khối bê tông gì giả tạo hả? ồ Heo nè mẹ đó không hình, nó gọi là hình nộm, thùng cạch tông, làm bằng thùng cạch công nghệ tông đó, nó hỏi nó phun rồi. ra cái phun nó nói nhiều gánh cười lúc Rồi nè. cầu đường hồi xưa á, thì dân chúng kẹt xe đông đúc, bây giờ làm cầu vượt chạy đường xá thênh thang, chạy ngon lành từ đây về miền Tây, rỗng rẽn từ thành phố về miền Tây sột sẹt cái tới đi đâu cũng dễ, mà mấy cái đó nó không nói, nó không nhìn vô, nó không có nói mấy cái đó. nó nó Lúc đang nó nào đang nó đang à. bận nó đang bận bươm rác không quá Đó, ổn công nhận kỳ kỳ cục gì đó. Con cứ hiểu con nổi thấy luôn. rõ ràng, con thấy ở sớm con không à, con không có nói đâu sâu xa, con thấy những cái, con nói những cái thực tế xã hội hiện tại. Hồi xưa con đi đi về về con thấy cái chú đó ổng có một cái tiệm hớt tóc lóc cóc len kèn đó, cái là ổng cũng bình dân lắm, ổng hớt tóc, mà con hớt tóc ở đó từ lúc còn nhỏ nha, từ lúc mà bà già bà nắm tay tới dắt tới đó, con cứ nhớ hoài một câu. Bà già bà nói với ông hớt tóc á, chú cứ gì hớt cao tiệm ổng đó, con chữ đó cứ hớt cao tiệm ổng, mình cứ nhớ hoài tới giờ luôn, là tới cứ thế mà ổng ủi ủi bán con rồi trên ông chơi mỏng 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 như là đinh đầu đinh vậy đó, cứ hớt cao tiệm ổng đó. Thì ông có cái quán nhỏ xíu mà giống như cái nhà của người ta đi, rồi cái không có được là ở bên trong nữa, mà ổng mướn một cái miếng đất ở ngoài để ổng xây tường gạch đồ lên nhỏ vậy. Cái sau này cái mình về mình thấy thấy tự nhiên thấy nó đẹp đẹp, nó ngon ngon lên tí. Cái sau này về nữa cái ổng không còn ở đó nữa, ổng về lại cái địa điểm khác, mà bây giờ tới cái địa điểm khác á thấy nó khang trang hơn, thấy nó đẹp hơn, rồi cái càng về sau cái thấy sao nó bự hơn, rồi thêm một hai người trong đó nữa. Ồ mà riêng giờ ông thành nguyên cái bên Mỹ giống như kêu là cái barber shop, là chuyên môn cắt tóc nam đồ này kia, thơ quan với bác cặp Đúng rồi, bắt đúng đầu rồi hả. nó phát triển đàng hoàng, mà nó nói là không phát triển rồi, bắt đầu cái bây giờ á hả, ảnh đứng anh ủi ủi vài cái đầu ra, cái là chiều xế cái là thấy anh bày cái bàn nhậu ra. Đó vậy đó. Ê, ông cũng bở cỡ tuổi như bác cầm vậy đó. Bây giờ á thì con biết từ hồi xưa lâu rồi, mà bây giờ cỡ tuổi như bác cầm mà cứ như vậy hoài, cứ ủi ủi cái đầu cái ba con không nói trời ơi mày không biết đâu nha, mày nó ủi ủi mấy cái vậy ra nhiều là có mấy trăm ngàn nó bỏ túi rồi đó. Rồi cái bắt Mấy trăm đầu cái ngàn hồi bỏ xưa túi hả? đó, bắt đầu cái ngồi xuống cái là kêu mấy ông ở sớm vòng vòng đó, bắt đầu ngồi xuống là bắt đầu Trời karaoke mà cái tiếng cái lai bom vậy nha. lai. Con nói mỗi ngày sống mỗi ngày, con nói Mỗi ông trời ngày ơi cái thành phần mà người này ta á, không khổ, con nói người thành ta phần không này như có là cái ông cái tóc này nè mà đẩy qua bên Mỹ cái bảo đảm luôn ông nhảy được. lầu liền. Ô qua đây mà cho ông bấm thẻ, ông Giờ bấm thẻ bảo đảm ông nhảy lầu liền. còn ví dụ còn một cái vấn đề rất là vui nữa nè, hở ra cái lạp biển là bắt đầu và nó gào khóc là tiền thế của dân, đồ má dân Việt Nam mà nó thấy đồ quá, ai đâu thế đâu, Mình đúng ai đâu thế thấy của dân rõ trời ràng là cái sự ơi, phát mẹ triển nó cái đi kinh. lên như vậy. Rồi hồi xưa cái người kia họ chạy xe xích lô, họ chạy xe ba gác, họ lên ba gác máy từ từ, bây giờ ba gác máy dột tao chơi chiếc vận tải nhẹ nè đó, Đúng rồi, bây thì giờ cái vận đó có tải phát triển, cái đó có phát triển hay là không? không à. Mệt Ê, lắm, nhức vụ đầu ghê, quá mệt té tào lao. thiệt. Còn vụ thuế, thuế thì Trời eo có đóng mà ơi, đâu đóng đóng đủ mà bà đòi mà hỏi, bà đòi hỏi là cái ghê. tâm xỉa răng cũng thuế nè, mua tờ giấy toilet cũng thuế. Đù Mỹ mấy hả? cái đó Rồi nghĩ quá thuế vậy thì mày không hỏi. ra,
nó nhức đầu với mấy người luôn á mày, nhiều khi tao không có kỹ không ra luôn á. Ồ, nếu mà nói thế là thiên 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 đường thuế là đây nè, đó. Đây nè, đúng rồi, đây nè. Ôi, nó đập cho mà tàn đời, tàn sát đây nè, đụng tới cái gì thuế nó cũng đập cho nó đập ngang, đập dập, nó đập từ trên nó. Nhưng mà bên Việt Nam đi ăn có phải là tính khi mỗi lần đi ăn đi uống gì là có kèm phải chi phí là bao nhiêu sen, bao nhiêu xu ủng hộ cho Ukraine nữa không? Chỗ em thì không thấy. Chỗ em thì em không thấy ủng hộ khỉ gì, mà có em cũng không ủng hộ nữa, mắc mớ gì ủng hộ, mà mình lo mình. Đâu có gì. Đâu có, nó mặc định trong cái bill luôn á. Không có đâu, nó mặc định trong cái bill luôn. Cái đó chắc tùy khu vực. Hôm bữa có ai đăng lên bên Đức á, tức là trong cái bill ví dụ là vượt ra đi vô mua cái bánh ngọt hay bánh gì trong cái tiệm bánh đúng không? Mua đồ ăn gì đó ra là nó ghi chi tiết luôn, ở trong đó là gồm bao nhiêu phần trăm, tiền gì rồi trong có một khoản là nó mặc định là bao nhiêu sen đó để ủng hộ cho Ukraine luôn á. Nó chơi khốn nạn vậy, chơi cái kiểu gì kỳ vậy, chơi kỳ vậy. Mỹ rồi chưa thấy có ở đây em không thấy đâu. Với tôi quan biết sao, cũng tùy cái thằng mà giống như là mình nói chuyện, thí dụ như cái thằng thị trưởng ở cái thành phố đó đi, hay là tùy cái thằng mà nó đứng nó coi ở trong cái khu vực đó nữa. Ồ, hay là những cái nói chung là mấy cái thằng làm cho nhà nước đó, có nhiều khi nó không đồng ý cái chuyện đó, nó không cho dân chúng làm cái đó. Còn tùy cái thằng thằng nó ủng hộ, phải không? Ủng hộ đánh Nga hay gì, ủng hộ Ukraine thì ok, nó che chiêu đó. Vậy đó. Nhưng mà chỗ em thì em không thấy. Chỗ tao cũng không thấy. Chỉ có tiền trước thì có. Có vụ đó hả? Có cái vụ mà lên nói xong rồi xin tiền donate thì có, thấy nhiều. Có vụ ủa, nói quá công nhận ngẫm nghĩ xấu hổ nha. Mẹ nó, em xin lỗi anh chị em trên cộng đồng mạng. Nãy giờ Việt Rai lo nói không chào anh chị em nha. Việt Rai chào lại anh chị em. Em xin lỗi tí xíu, nhiều khi mình bức xúc là vậy. Nói thì như shit vậy đó. Mẹ nói có ra cái con mẹ gì đâu. Mà xin nói tiền ngu. Xin tiền làm sao? Ủa mà phải như người ta là cái người diễn giả, cái người mà người ta nói chuyện trong những cái chỗ này chỗ kia, rồi người ta mình phải coi mình là ai. Đúng rồi. Ai cho không cho thôi, lên nói chuyện kêu cho tiền. Đỡ tiến sĩ không, tiến sĩ không gian như tao cũng chưa đứng đâu nào. Bác cầm luôn su bu coi chừng gửi nguyên thùng toàn là chiếc túi với cà chua không à, cho ông bạch kỹ nghe đừng ngoài đặt quá tào lao. Nói nó khổ riết là gần rúa bịch rồi không ăn khổ. Má nhảm chưa từng thấy nhảm. Nói xong có một okay, thằng nào thật. ở bên kia có anh mà gì quên rồi. Thầy da cái thằng quỷ, thằng stand up comedy mà cái ông mà có cái tay mà khều mà cũng lên chọt cái vụ mà lũ lụt bên Hà Lan, lũ lụt đắp đê bờ đê gì đó. Dưa leo. Dưa chuột. Dưa chuột. Nó không có cỡ dưa leo quá ơi, nó chỉ có là dưa chuột thôi. Đó. Mà dưa leo, nó là dưa leo. Cũng chơi chiêu lên nói xong rồi xin tiền phải không? Xin tiền. Nghèo mẹ. Mẹ về má thiệt, đùa thứ nít ranh. Rồi bên đây cộng thêm một cái con chuột đồng, chuột cống gì nữa, cái liền nói xong rồi xin tiền. Quá nhìn cái mặt thằng đó là thấy quá bực bội rồi, xin tiền đó chỉ ngày cho mày đi ăn ngủ mà không có chuối để cho mày cạp luôn. Chúng ngay cái người ta rồi, người ta chơi lớn cái rồi cắn lưỡi bắt đầu cặp kè nhau với thêm thằng ngủ mà dở hơi nữa để đi xin tiền để gì để ra tòa hả? Án phí nhiều, án phí đó, xin tiền đây. Có mấy anh chị em nghe không, ở bên đây á, nằm hả họng thôi, đô la rơi vô họng ăn ngộn mà sướng lắm. Đi cài tiền nó nói ra là ô quá một tuần là cả mấy ngàn, tháng 5, 6, 7, 8 ngàn gì đó. Đó, cỡ đó không á mà sao kỳ vậy? Ô
mới có thằng kia có ta mới có đưa đơn kiện một cái, ta nói bắt đầu là ôm thùng đi kiếm tiền xin tiền án phí lum la hết là sao kỳ ta. Kỳ lạ quái chơi chứ kỳ chơi xong đi xin tiền. Muốn chửi ai chửi hả? Muốn chửi ai chửi hả? Chửi tổng thống cũng được đúng không? Mày hả bưởi, đủ chửi hả mày? Thua. Ba không ai thua thử, không mà không có thua. Chửi tao. Bởi vậy em mới nói á, chỉ có ngồi ở nhà, ngồi trong cái hốc bà to, mở cái máy lên, ngu quá chiếm chệ, làm thấy ghê lắm. Quá thánh tướng không à, toàn là mấy cái tay quá. Ra vẽ ta đây không à, ra vẽ là cửa trên đồ không à, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Ủa, tại vì á, anh biết sao không, có nhiều khi á, ở bên đây á, nó chửi qua chửi lại thì mình thấy những cái lời chửi đó có nhiều cái nha, chứ không phải là mình thấy nó không đáng thì thôi, người ta không có làm lớn lên. Nhưng đúng rồi, khi mà anh đụng tới công an việc làm, khi mà anh đụng tới công an việc làm, ví dụ như cơ sở làm ăn của người ta mà anh nói tầm bậy tầm bạ là chết ngay. Chết ngay, nó thưa cho mà xúc quần luôn, xúc chứ quần có dở. Tao buồn cười, tao buồn cười nhất là câu ở đây tự do lắm, muốn chửi ai là chửi tổng thống nó chửi không được, mày ngon mà chửi tiếng Anh đi, rồi mới đừng chửi tiếng Việt. Đúng rồi đó, đâu mà ngồi ở trong nhà đúng mà dở cái máy lên chửi nhau, chửi tiếng Việt mà mày ngon ra được, không? Chửi tiếng Anh đi. Chửi Anh đi, chửi đi. Cái tụi Mỹ á, nó rất là cọc nha, dân Mỹ nó cọc, nó dữ lắm á, chứ nó không có hiền đâu. Trời, đúng rồi. Tại vì mình thấy nó đi du lịch, nó đi ra ngoài, nó chơi, nó lịch sự ấy vậy, thì còn ở thì sợ sợ ở chỗ nó coi, ủ mà nó cũng thuộc dạng như cái bầy ổ ong, và đụng tới nó đi rồi thấy cái cảnh ủ mà nó bởi vì, ra bởi mà vì, chửi. Bởi vì tụi nó là được biệt danh là dân tộc da trắng thượng đẳng, mà bởi vì tao có một cái chứng kiến, một cái nguồn tin là có một anh chàng chỉ có tội bóp kèn thôi nha, chỉ có tội bóp kèn thôi đó, mà nó quốc kia đủ chết ngắt tại chỗ luôn. Trời ơi bác ơi, cái vụ đó nó kêu là road rage. Road rage là những cái bắn nhau, đánh nhau trên đường. Đó, thì ở chỗ con nè, nói chung là ở tiểu bang khác cũng có rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ ở Texas đồ nè, mấy cái tiểu bang khác luôn á, nó đang có cái đó là một cái vấn nạn, nó đang xảy ra rất là lớn ở ngoài đường. Tới nỗi mà đài TV truyền hình mà địa phương á, nó lên nó nói, bữa con coi lên nó nói luôn á, là mình phải học chạy xe ở ngoài đường như thế nào. Đó, nó nói tới hai ba vụ lận. Nó nói là nào là học cách để chia tay. Ví dụ như anh này quen cô này quen với anh này, bây giờ không thích ở nhau nữa, muốn chia tay phải làm sao cho nó đẹp, hai bên đều vui vẻ. Còn rồi với chạy xe ở ngoài đường cũng vậy, đừng có hở cái là bóp kèn, hay là cắt đầu nó đổi len, đồ nó bóp súng là nó thổi liền. Nó thổi liền. Nó bắn luôn, nó bắn chết quá trời, nhiều người chết vô tội luôn á. Bây giờ nó lên truyền hình chết mà không biết tại sao chết luôn. Có cái anh kia chạy xe, anh kia lúc nào đẹp trai, anh ngầu lắm, anh chạy ngoài đường đi làm về, tự nhiên là đang chạy trên đường xa lộ nè, cái xa lộ mà con đang chạy luôn nè, đang chạy trên đường xa lộ, tự nhiên ảnh lủi vô gốc cây, ảnh lủi qua vô lời, ảnh đụng vô cái hàng cây một cái ầm, bà con không biết sao hết, gọi cảnh sát rồi tới thấy anh bị bắn. Thì có người ở đằng sau họ chạy, họ thấy, họ mới nói với cảnh sát luôn là kiểu qua kiểu như chen đổi lên làn đường qua lại đó, thằng đường bên kia nó đúng không, gọi là chèn ép đúng không, thằng bên kia nó bực mình, mà thằng khứa này chạy cái xe pickup truck đẹp lắm, bự lắm, quá nó bực mình, nó chạy ngang, nó móc súng, nó quất một cái rồi rớt liền tại chỗ, rớt liền tại chỗ, lại vợ con ở nhà cái thê thảm đó, mấy cái đó không bao giờ nghe tụi nó nói. Nó cứ nói là đùa, nước Mỹ là vô địch mà, tự do dân chủ. Tự do dân chủ đó, chửi đi, ủa mày ra đường mày chửi đi. Mỹ đi. Mày chửi Mỹ đi. Nó tới nó sáng, nó quýnh một cái. Mấy anh chị em có nhớ một cái video nào mà cái thời mà bỏ phiếu tổng thống ông Trump đồ này kia nọ, mà có một cái trong cái đám Việt Nam đâu bên Cali á, có một cái anh đó. Đó. Việt Nam đó, cũng cầm cờ vàng. Ông Hút á, lấy xe tải hút chết một hai em vậy đúng không? Không phải cái vụ lấy xe tải, cái vụ này ở trên đường trong cái công viên thôi, có một thằng Mỹ nó tới nó chụp cổ một đứa này, quá nó khiêng lại chiếc xe, nó giọng vô cái xe vậy, nó hỏi cái gì vậy nhá. Thấy rồi. Nhớ cái video đó không? Đồ, cái ông, đó. Ông má, cái ông Mỹ không, kia. Không dám hò hè tí. Cái ông Mỹ kia,
thằng Mỹ kia nó cũng cầm cờ Mỹ, cũng hùng hổ, cũng ủng hộ ông Trump. Ông này Việt Nam đủ cầm cờ Mỹ rồi cầm thêm cái lá cờ vàng ba sọc nữa, rồi cũng ủng hộ ông Trump. Mà mình không có nghe được nó nói những cái gì. Đồ mấy thằng Mỹ nó tới nó nắm đầu ông này, nó dở lên vậy nè, nó giọng lại cái xe đằng kia. nhưng mà hình như lúc mà nó nhắc lên nó quăng cái nó hỏi Việt Nam nó là mày ngạc nhiên chưa mà, phải không? Mày ngạc nhiên chưa, tao cùng phe với mày nè, đó, mày ngạc nhiên chưa? Lúc đó đứng ra cãi lộn với nó đi, nó khi nó làm kiểu đó, nếu mà mình là hùng hổ cãi với nó đi, đúng không? Ví dụ như em đi ra đường em mà cũng ủng hộ em, mà tự nhiên tới chụp cổ em đẩy kiểu đó, em cũng xô ra em nói đủ, mà mày làm gì vậy? Ủa mày làm gì mày tấn công? Đúng rồi, phản xạ tự nhiên. Phản xạ tự nhiên. Mẹ sao đứng im ru vậy? Đéo mẹ. Bản năng. Đứng im ru là trở thành bản năng rồi đúng không? Đứng im ru kiểu đó là để giao mạng cho kia muốn làm gì làm rồi. Bây giờ thử hỏi, bây giờ thằng Mỹ mà nó giơ tay nó tán cho một cái bay mấy cái răng thì cũng chịu thôi chứ sao giờ? Đó, kiểu mấy đại ca là vậy đó. Đủ, ở nhà lên mạng thì nói thấy ghê lắm, ra đường đi rồi thấy cái cảnh rồi mới hay. Đừng có ngồi ở nhà mà cứ như nước nóng đổ một háng như làm quá tưng 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 tưng. Bởi vậy em nhiều khi em thấy nó hài nó tiếu với cái chỗ đó mà cứ chọ mỏ Việt Nam, cứ môi móc Việt Nam, trong khi đó Việt Nam mình nó đang đi lên, nó đang phát triển, cái người dân ở Việt Nam người ta càng ngày người ta phát triển. Đó, bây giờ cứ nhìn vô đi là thấy xe hơi đâu chạy dữ vậy. Ô, mà chạy bích mẹ nó đường, không còn đường để chạy luôn. Nói thẳng ra nhìn vô giống như là nhà nước mình làm đường không kịp để cho người dân họ mua xe để họ chạy nữa. Xe mô hình á. Xe mô hình. Chắc xe đồ chơi. Rồi, cái thứ hai nữa em nói bây giờ tới ngành du lịch nè. Ba em á, thì ổng cũng bảy mấy tuổi rồi đó. Ổng chắc ổng lớn hơn bác Cầm vài tuổi. Thì ổng á, anh biết sao không, ổng ở nhà, ổng đi về Việt Nam ổng ở rồi, ổng thích ở Việt Nam mà ổng không có thích đi vòng vòng qua trên bên đây nữa. Ổng chỉ có đi qua đây lại một lần hồi năm 2018 cho tới bây giờ luôn, mà em lôi ổng đi hoài, ổng không chịu. Ổng nói đi qua làm cái gì, tao biết ở Mỹ rồi, tao biết rồi, qua để chi. Ổng ở nhà, ổng chơi kiển, ổng trồng kiển, ổng nuôi cá, rồi này kia. Sướng hơn, thanh thản hơn. Thôi mà anh biết ở nhà ổng có nguyên một vườn lan, ổng có mấy cái chuồng chim, ổng có cái hồ cá khôi đó, ổng relax, ổng hưởng thụ cái tuổi già mà anh biết năm mươi mấy tuổi là ổng đã về Việt Nam rồi. Ổng về Việt Nam ổng hưởng rồi, ổng chả có, ổng nghỉ làm trước cái tuổi ổng ăn tiền retire luôn. Mà ổng ít đi mấy chỗ xa lắm, em nói ổng á, con mua vé cho ba đi, bay ra ngoài này ngoài kia đi. Ổng nói thôi, ở đây được rồi, tao đi mệt lắm. Mà vừa rồi á, tại vì ông bác em ở ngoài Phú Thọ, ổng phải đi thôi, ra ngoài đó cũng lâu ngày rồi, thôi ra thăm mấy đứa cháu rồi với ông anh rồi của ông già, cất nhà, cất kiếp rồi ngoài kia. Ổng ra ngoài đó, ổng nói, ơ trời ơi, ủa sao mà cái gì mà sân bay nó, sao mà nó đông quá trời quá đất, mà ổng đi ngày thường á, đâu có phải là lễ lọc gì đâu anh. Ủa mới qua ra vô cái ga nội địa hả, người ta bay máy bay như là cái gì luôn. Đúng rồi, người ta đi giao dịch làm ăn. Người ta đi làm ăn, người ta đi chơi, người ta đi du lịch. Bây giờ bay máy bay ở Việt Nam là nó bình thường. Ủa, nó đang ngồi quán cà phê, gõ, thằng bạn em ngồi quán cà phê, móc điện thoại ra, gõ, cái rồi, ok, chiều nay tao ở ngoài Hồ Gươm, Hà Nội á, là anh bay cái sổn ra ngoài liền. Có vé liền. Vậy á, cái đó có phát triển hay là không? Giang lầm. Nói chuyện với mấy người mệt. Ok thôi, chắc trễ rồi, cho anh đi nghỉ. Ok vừa rồi. Lên rồi. Lâu quá, đáng lẽ em lên nãy giờ sớm lắm mà. Anh biết sao, nói chuyện với ông già đó. Ông bà già, mới đi ngoài Bắc, đi ra quê, mới về thích thì đâu hồi chắc 8-9 giờ gì đó. Cho nên em gọi nói chuyện với ổng rồi cái vừa bung điện thoại ra cái là em bay lên liền á. Ok. Thôi anh ok, nghỉ ngơi đi. Ok. Cảm ơn ra rất là nhiều nha. Ok.